trả lại giá trị thực cho hoa lan đột biến, khi đơn giản chỉ là một bông hoa đẹp và hiếm, thỏa mãn thú chơi của những người có cùng đam mê. Đi xa hơn nữa là một nền nông nghiệp tạo ra thu nhập cho nhiều người và hướng tới thị trường xuất khẩu. Xin chào cả nhà. Hôm qua ngày mùng 2 tháng 6 trên VTV có một bài viết gọi như là nâng đỡ thị trường lan. Thì hy vọng rằng thời gian sắp tới thị trường sẽ sôi động hơn với một cái bài viết, một cái bài viết đưa thông tin tốt về thị trường lan va. Và cảm nhận của Toàn về thị trường lan lúc này thì trong thời gian gần đây thấy những cái đợt giao dịch về cây hồng nguyên thủy khá là nhiều. Một cái cảm nhận riêng của Toàn về cái giá hồng nguyên thủy trong tương lai theo Toàn là sẽ có những cái chuyển động theo hướng giữ giá hoặc là đi lên. Và bây giờ là thời điểm mà trong quá khứ khi mà cây hồng nguyên thủy giá khá cao, khá là sốt, một số nhà vườn không có mua được giống, thì tới thời điểm này là thời điểm vàng để họ gom cây. Và thường thường thời điểm này những vườn lớn, những anh lớn đang gom cây rất nhiều. Và hồng nguyên thủy là giống cây được gọi tên nhiều nhất. Một giống cây xuất hiện vào năm 2015. Khoảng năm 2015 thì giống chưa có nhiều trên thị trường. Và với một phần nữa là cây hồng nguyên thủy này cách đây khoảng 5 tháng có những vụ lùm, cách đây khoảng 4 tháng có những vụ lùm xùm về sai cây, sai cả ngàn cây. Thì để bù đắp vào cái sai cây đó thì những người đền cây phải đi, họ sẽ đi tìm cây để mà đắp vào. Đó cũng là một cái để làm cho giao dịch của cây hồng nguyên thủy này nó nhiều hơn. Hiện tại đầu tháng 6 như hôm qua anh Xuân Bình Phước anh có làm một buổi livestream, anh bán cây hồng nguyên thủy thì anh bán 40 mầm ươm ki tự nhiên hồng nguyên thủy, một mầm nằm tầm cỡ trung bình cỡ 3 lá với giá là 40 ki đó với giá là 2,5 tỷ, chia trung bình ra là 62 triệu một ki. Thì giá đó, cái giá đó là giá khá tốt cho người bán. Và cũng thật là giống nguyên thủy cảm thấy rất là sốt khi mà vừa bung giá ra thì có người chốt liền, chứng tỏ là thị trường rất sốt về cây hồng nguyên thủy. Sau cái lời chào cây hồng nguyên thủy thì tiếp theo là cái cây hồng hồng xòe, xòe xanh. Nhưng mà hồng xòe xanh thì đăng 1 tỷ một cái chậu đó, nó nằm tầm cỡ 50 xăng. Thì giá là tôi như toàn nhớ là 1,5 tỷ. Nhưng mà cái xòe xanh đó thì không có sự đón nhận. Có vẻ cây xòe xanh là một giống cây bị thị trường hơi kén. Một lý do nữa là có thể là nó nhiều tên hoặc nó khó chăm. Với lại giá nó cũng hơi cao.
Đây là một bông hoa hồng yên thủy nở ngày thứ hai, vẫn một cái màu làm cho người ta mê mẩn. Thân lá cây lớn rất là nhanh cả nhà ơi. Toàn có niềm tin vào cây hồng yên thủy lắm. Tuyệt vời quá nha cả nhà ha. Đây là cái thường thường cả nhà để ý cây, những cái hồng yên thủy, những cái mầm mà nó nằm tầm cỡ 4-5 lá thì nó sẽ tía lên cái màu hồng này rất nhiều. Những cái mầm mà ngắn ngắn sẽ tía lên những cái màu hồng này rất nhiều. Đó là cách cho chúng ta có thể nhìn nhận về cây hồng yên thủy. Hoặc đây nữa nè cả nhà. Đây nè, những cái mầm non nè. Ok, một bài viết nói về cây hồng yên thủy. Một cái tên cũng rất là hay. Một bông hoa đẹp, một cái tên hay. Và một cây quốc dân. Một cây đã được xếp hạng vào quốc dân. Cả nhà khi mà đầu tư vô lan nha, cả nhà nghiên cứu những cái cây quốc dân á, thì rất là dễ ra hàng, như Phú Thọ, HO, Yên Thủy. Tương lai sắp tới có thể là cây cao cấp hơn như cây Bạch Tuyết, cũng là hệ quốc dân. Ok, Toàn xin kết thúc clip ở đây.